Lần thứ nhì trong tuần này, một nhóm thành viên nổi tiếng của Đảng Cộng Hòa tuyên bố không ủng hộ chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Donald Trump. Hơn 70 đảng viên Đảng Cộng Hòa, kể cả các cựu nhân biểu và giới chức cao cấp trong chính quyền của Tổng thống Ronald Reagan và cả hai vị Tổng thống Bush cha và con đã gửi thư đến Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng Hòa là ông Rand Feinberg để khẳng định lập trường của mình. Họ muốn Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng Hòa ngưng sử dụng tiền bạc, thời gian, nhân viên của đảng cũng như các chương trình quảng cáo ủng hộ ông Trump và thay vào đó sử dụng các phương tiện này để ủng hộ các ứng cử viên đảng cộng hòa vận động giành ghế trong hạ viện và thượng viện. Họ cho rằng cơ may ông Trump thắng cử vào tháng 11 tới đây đang tan biến từng ngày. Bên cạnh một số lý do khác, họ đơn cử cuộc khẩu chiến của ông Trump với cha mẹ một quân nhân Mỹ theo hồi giáo hy sinh tại Iraq và phát biểu của ông gợi ý những người ủng hộ quên sở hữu súng ống nên bắn bỏ bà Hillary Clinton và vì ông Trump nói dối về một loạt vấn đề lớn cũng như nhỏ.